Ồ, bên này cái trái dưa này nó lớn hơn nữa nè. Ồ, trái dưa này nó lớn hơn nè. Nhìn ở phía xe thì mình thấy dưa này nó rất là sai nữa chứ. Đây nè, à, một cái dây như thế này nè, 1, 2, 3, 4, 5, ồ 6 trái luôn. Bên trong này nó cũng cá luôn, cứ mỗi bông là mỗi trái các bạn à. Nhưng mà dưa này nó đã lớn rồi nè. Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của Tố Lê. Thì hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần. Và từ trước tới giờ là Tố Lê cứ quay phong cảnh, quang cảnh ở biển. Rồi tất cả những cái hình ảnh toàn ở biển không à. Thì hôm nay Tố Lê thay đổi không khí. Hôm nay thì mình lên trên rẫy. Và mình sẽ quay những cái cảnh mà trồng dưa nè, trồng ổ que nè, sú lơ. Và quay những cái cảnh quan ở rẫy cho các bạn xem. Hy vọng là các bạn sẽ thích xem và ủng hộ cho Tố Lê nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ thì xin mời các bạn đi xung quanh một vòng với mình để xem thử cái rẫy ở quê mình họ trồng những cái gì. Xin mời các bạn cùng đi nhé. Này là cái cảnh tổng quan của cái dàn cây ổ que nè các bạn. Bây giờ là 4 giờ chiều. Mình đang ở cái rẫy của cái chị Tư, gọi là chị Tư, cũng ở gần nhà của mình. Thì trước mặt các bạn là những cái cây ổ que. Ổ que này hiện tại đang ra hoa nè các bạn. Trong đó nó cũng có mấy trái nhỏ. Mình quay gần cho các bạn xem nè. Đây, cái trái nè các bạn. Mình mới nhìn tổng quan thì mình thấy trời ơi đẹp lắm. Cái hoa màu vàng của nó cũng rất là đẹp. Và đây là cái chị chủ, chị đang chăm cây nè. Hello chị ơi. Cho em hỏi thăm này, cái cây ổ que này chị trồng để bao mấy tháng rồi? 40 ngày, 45 ngày rồi. Chừng khoảng chừng này là mình thu hoạch được chị? Cỡ 20. 20 đây nè. 20 đây là còn 10 ngày nữa. Ủa mày sao bây giờ mình thấy trái nó chưa có cá nhiều? Đúng rồi, thì mình đây mình trồng mình canh Tết nè. Tết bắt đầu 20 mình hái nhất tới 30 Tết. Vậy là còn 8 ngày nữa là bắt đầu mình thu hoạch luôn hả? Nhưng hiện tại giờ trái em thấy thu ít quá mẹ. Luôn thu miết vài ngày luôn. Màu lớn á. Đây là canh trồng Tết chứ không phải trồng trồng Tết, mình chủ yếu mình bán ra cá chiến chút chứ. Cái này mình làm cái gì ở trên cái nó vào quê. Chuồng vào đây chuồng trái vô lũ khủ đẹp lắm. Cái này là hai vợ chồng của chị đang làm cái vàng bằng lưới. Để giữa hai cái rạ này nè. Đôi khi mà cái cây ổ que này nó lên thì nó sẽ leo cái vàng que. Nghe chị nói thì khoảng chừng tuần nữa, 10 ngày nữa thì trái rất là nhiều và đẹp. Thì cũng hy vọng là Tố Lê sẽ quay tiếp tục những cái cảnh mà nó mọc trái ở đây. Nhưng bây giờ là mình nôn quá cho nên mình muốn quay được cái cảnh những cái cây ổ que này cho các bạn xem. Trên này Hương Đồng giá nội thì giá mát mẻ lắm. Trước giờ là mình cứ quay cảnh biển, sóng vỗ y ào. Thì các bạn cũng quen cái cảnh biển của mình rồi. Thì hôm nay thì mình thay đổi không khí nè. Rất là nhiều các bạn, nhiều lắm. Từng luồng hình như là. Cái này là khoảng bao nhiêu hàng như thế này chị? 20 hàng. Ủa vài bữa nay là trái nó lớn lắm hả? Đây là một trái nè. Đây là trái nhỏ nhỏ nè các bạn. Mình sẽ chung vô trong cái đường này, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây, đây trái nè các bạn. Ủa khi mà mình thu hoạch lên thì mình bán khoảng bao nhiêu một ký vậy? Trái rất là nhiều. Trái nè.
Ồ, thích quá. À, cái đường này nè các bạn nhìn thấy nước thì nó có hai cái rọc, một rọc này thì nước nó dự trữ ở đây và mình tưới vào cái đường này, còn bên cạnh thì cái đường này nó khô, nó không có nước, thì cái đường đó để dành mình đi mình chăm sóc cây. À, này là cái đường khô nè các bạn, cái đường này không có nước nè. À, thì mình sẽ đi vào cái đường này, mình nhìn mình thấy thì có một trái ô que rất là lớn. Ô, mình đang quay mà kiến nó cắn. Ô, kiến nó cắn. Ô, đây một trái lớn đây. Ô, đẹp quá. Ô, mình đang quay bên kia nhưng mà kiến nó cắn quá, mình phải chạy qua bên này. Ở phía trên này nè, ở phía trên này, phía trên này nè, là người ta đang làm một cái vàng, người ta một cái đó, đây nè các bạn nhìn cái lưới này nè, người ta làm như thế này để khi mà coi nó lên á thì nó sẽ leo qua cái vàng này, vàng lưới này. Ô, mình thấy rất đẹp. Đây là chủ nhà đang chăm cây. À, này là cây bí chanh. Bí chanh thì cái này nó mới trồng cho nên cũng chưa có bông các bạn à. Cũng chưa có bông. Nhưng mà cái lá bí chanh này nó rất là tốt. Ở đây chị này chỉ trồng rất là nhiều. Đây là mình quay gần cái cây dưa leo cho các bạn xem. Cái bông của nó màu vàng. À, cũng có thể là nhiều bạn cũng đã từng biết những cái cây như thế này. À, về các cũng có thể là những bạn cũng chưa có từng thấy những cái luống trồng dưa leo, thì Tô Lê cũng muốn được chia sẻ đến với tất cả các bạn những cái hình ảnh mà đẹp và những hình ảnh mới lạ của quê của mình nè. Trời, lâu giờ là mình ít khi mình lên trên này lắm, mình thấy cái gì cũng đẹp cũng muốn quay hết. Về mình đã nhìn thấy dưa leo đã có trái rồi nè các bạn, đây là cái trái dưa leo nè. Cứ một bông là một trái như thế này. Đây là trái dưa leo nhỏ xíu nè các bạn ạ. Ô, mình rất là thích. Đây nữa nè, bông dưa leo rất là đẹp ha, màu vàng. Mà nếu như mà Tết nay mà nhà mình có một cái vàng dưa leo này ở trước nhà thì mình khỏi mua bông luôn đó. Ô, cái trái dưa leo nè các bạn. Đẹp quá. Cái vàng dưa leo bên này thì mình thấy nó tốt ha. Đây là trái dưa leo nữa đây các bạn. Cứ một bông là một trái nè. Mình thấy sao mình nó đẹp cái gì. Và những cái vàng này nè, những cái vàng này thì khi mà dưa leo nó lớn nó sẽ leo lên những cái vàng này. À, đây là mình quay nó hơi sớm so với những cái ngày, cái lúc mà thu hoạch. Tại vì khi mà hy vọng là khi nào mà trái dưa leo nó lớn hơn thì mình cũng sẽ cập nhật cho các bạn xem nha. Đây nè, dưa leo đó. Này là cái trái dưa leo nó cũng hơi lớn hơn nè các bạn. Cái hàng này thì cái trái dưa nó lớn hơn. Đây nè. Ồ, sao mình thấy nó đẹp quá đi. Đây nữa đây các bạn. Trái dưa nó đã lớn rồi nè. Ồ, bên kia có một trái lớn nữa. Đây.
Đây là trái dưa nó lớn hơn nữa nè. Ồ, bên này cái trái dưa này nó lớn hơn nữa nè. Ồ, trái dưa này nó lớn hơn nè. Trái này thì lớn hơn nữa. Cái bên này thì trái nhiều hơn. Này nữa nè các bạn. Ồ, đây nè. Trái nó nhiều hơn. Ồ, đẹp ghê. Về đây là con suối. À, phía trước là có cái anh chàng này, anh thích là mẫu nè. Anh đang ôm cây dừa anh tạo dáng. Ở phía trước là bờ suối nè các bạn. Nhưng mà cái cây dừa này, ô sao nó có cái kiểu này nè. Nó đưa cái thân nó dài ra rồi xong nó gập lên trên. À, cây dừa này cũng là dừa kiểu luôn các bạn. Cái này là những cái cây mà ở thiên nhiên tự mọc và tự uống khuôn theo luôn. À, ủa có cái cần câu cá nữa hả? Ở đây có cần câu cá không, biết là ở đây có cá không nữa. À, ở đây thì anh xài cái máy nổ để bơm nước luôn. Cái này không có thiếu điện đây rồi đúng không? Cái này không có điện. Ở đây xài nước này bơm lên tưới cây luôn các bạn ạ. Thì mình nghĩ cái nước này nó cũng sạch. Này là cây ý trắng nè các bạn. Cây ý trắng nè. Ý này nó rất là thơm. Mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn xem là cây ý trắng ở quê mình nè. Cái bông của nó nè. Ý này mà mình đâm muối nè, mình ăn cơm cũng ngon nữa. Tại ý này nó thơm lắm. Ồ, trước các bạn là cây khế. Ồ, cây khế này trái không à. Đâu để mình coi. Ồ. Ồ, sao mày nó ngon như vậy ta? Ngọt không? Ồ, lấy cái túi đi, xin vài trái về ăn đi. Chấm muối. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ video của Tố Lê nha. Mọi người ơi, hãy đăng ký kênh để nhận được những cái video mới tiếp theo về cái cảnh quan của quê hương mình ở trong những ngày Tết. Xin chúc tất cả mọi người vui vẻ và hạnh phúc.